lưu ý trước khi xem chuyện đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé chúc mọi người xem chuyện vui vẻ vương thiên nhai nhìn qua diệp huyền hai người kia nữ là bách linh nam là tiêu tiềm là học viên nội viện diệp huyền cười nói ta không biết bọn hắn thực sự vương thiên nhai trầm giọng hai người này đều đi theo một người tên là nam sơn mà người này tới từ thanh thương giới theo ta được biết ngươi cũng tới từ thanh thương giới đúng không Thanh Thương Giới, Hộ Giới Minh. Diệp Huyền lập tức nghĩ tới thế lực này, trước khi hắn tới, đã từng nghe Thương Huyền nói qua, Hộ Giới Minh cũng có người ở Đạo Nhất Học viện. Rõ ràng, nam sơn này là người của Hộ Giới Minh. Chẳng qua hắn không hiểu, chủ thượng Hộ Giới Minh này đã bị chém. Không đúng. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, chuyện chủ thượng Hộ Giới Minh bị chém, cũng không nhiều người biết phải biết, trừ đám người bên hắn. Cơ hồ tất cả người theo Hộ Giới Minh đều bị nữ tử thần bí chém sạch, bởi vậy, rất nhiều người căn bản không biết, chủ thượng Hộ Giới Minh đã bị giết tính cả những người tới tìm hắn gây chuyện đều không biết thanh thương giới đã có chuyện gì nếu biết nữ tử thần bí khủng bố như vậy những người kia có khi còn không dám tới vấn đề là rất nhiều người không biết nữ tử thần bí nghĩ tới đây diệp huyền nhìn vương hiên nhai tiền bối ngươi biết thanh thương giới đã xảy ra chuyện gì chứ vương thiên nhai gật nhẹ biết một chút nghe nói hộ giới minh này bị đồ lục là một nữ tử thần bí nào đó làm mà nguyên nhân thì chỉ biết liên quan tới thương kiếm tông cụ thể thế nào thì không biết nghe tới đây diệp huyền liền hiểu hiểu rõ thương kiếm tông hộ giới minh dưới cái nhìn của rất nhiều người hộ giới minh là do thương kiếm tông diệt mà không phải do diệp huyền hắn đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người dám tới gây chuyện với hắn bởi bọn họ kiên kỵ thương kiếm tông nhưng sẽ không kiên kỵ diệp huyền mà những người biết nguyên nhân thực sự cơ bản đã chết sạch mà người sống thì đều là người của hắn chắc chắn sẽ không nói lung tung nghĩ tới đây diệp huyền lắc đầu thở dài chuyện này sẽ phiền lớn hắn mang trọng bảo người tới sẽ càng ngày càng nhiều phiền phức diệp huyền lần nữa lắc đầu nhưng nghĩ tới điều gì lại nhìn vương thiên nhai viện trưởng làm thế nào để gia nhập nội viện vương thiên nhai nhìn qua diệp huyền ngươi muốn gia nhập nội viện diệp huyền gật đầu gia nhập nội viện hiện tại hắn đã cảm thấy nguy cơ nguy cơ rất lớn nhất định phải toàn lực khiến bản thân mạnh lên mà chuyện của việt kỳ cũng không kéo dài lâu được hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây vương thiên nhai trầm giọng nếu giờ tiền vào nội viện nhất định sẽ bị nam sơn kia nhằm vào ngươi diệp huyền cười nói không sao Vương Thiên Nhai nhìn qua Diệp Huyền, nói khẽ: "Ngươi muốn tiến vào nội viện, tùy thời đều có thể." Diệp Huyền sững sốt. "Đơn giản vậy sao?" Vương Thiên Nhai lắc đầu. "Tốt xấu gì thì ngươi cũng là kiếm tiên." Nói xong, lão có chút dừng lại. "Theo ta." Cứ như vậy, Diệp Huyền theo Vương Thiên Nhai rời đi, chừng nửa canh giờ sau, đã tới sâu trong sơn mạch. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, cười nói: "Vương viện phó, con đường này hẳn không dẫn tới nội viện, đúng không?" Vương Thiên Nhai quay người, nhìn Diệp Huyền món đồ trên tinh tế huyền thưởng bảng trên người ngươi đúng không diệp huyền mỉm cười hóa ra vì thứ này nói xong hắn nhìn qua bốn phía cười nói nơi này cũng yên tĩnh vừa hay thuận tiện giết người đoạt bảo vương thiên nhai gắt gao nhìn diệp huyền diệp huyền ngươi nên biết thứ kia ở trên người ngươi sẽ chỉ dẫn tới tai họa vô tận không bằng giao cho lão phu lão phu bảo đảm ngươi có thể tiến vào nội viện ngươi thấy thế nào diệp huyền cười nói giao cho ngươi chỉ sợ ngươi lập tức giết người diệt khẩu vương thiên nhai hơi hít mắt Ngươi a à, quá thông minh nhưng người quá thông minh đều không sống được lâu thanh âm vừa dứt một lão giả khác đã xuất hiện sau lưng diệp huyền người này chính là mạc liêm diệp huyền trầm mặc hắn phát hiện hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của giới ngục tháp vương thiên nhai đột nhiên nói diệp huyền lão phu biết ngươi rất mạnh thậm chí còn có thủ đoạn ẩn chưa xuất nhưng ngươi nên hiểu coi như ngươi thắng ngươi cũng không thể chạy thoát khỏi đạo nhất học viện này sát hại phó viện trưởng cùng một vị đạo sư ngươi nhất định sẽ bị đạo nhất học viện truy sát nếu ngươi giao trí bảo kia ra sau đó rời đạo nhất học viện lão phu có thể thả cho ngươi một con đường sống nói được thì làm được diệp huyền yên lặng đột nhiên gầm thét cứu mạng a thanh âm được huyền khí ra trì lập tức ẩm ẩm chấn động thanh âm cực lớn lớn tức mức khiến cả ngoại viện đều nghe thấy hai người vương thiên nhai trực tiếp ngây dại cứu mạng hành động của diệp huyền thực sự khiến hai người ngây người lúc này diệp huyền lại hô thêm mấy tiếng hai người vương thiên nhai lấy lại tinh thần đã có mấy đạo khí tức mạnh mẽ chạy tới nhìn thấy cảnh này hai người vốn muốn động thủ lập tức không dám tùy tiện ra tay. Vương Thiên Nhai gắt hao nhìn Diệp Huyền. Neu ngươi dám nói lung tung, lão phu nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Lúc này, phong cảnh cùng một lão già và một nam tử trung niên xuất hiện. Thấy ba người Diệp Huyền, ba người phong cảnh lập tức sừng sốt. Phong cảnh nhìn Diệp Huyền, ngươi hô cứu mạng. Diệp Huyền vội chạy tới, thân sắc bối rối, còn hơi nhợt nhạt, tựa như bị hù dọa. Phong cảnh nhíu mày, có chuyện gì? Nơi xa, Vương Thiên Nhai đang muốn nói, Diệp Huyền đột nhiên nói, Phong đạo sư, Vương viện phó muốn giết ta, bọn hắn muốn giết ta. Nghe vậy, Vương Thiên Nhai liền trở nên khó coi. Diệp Huyền, ngươi nói bậy gì vậy? Diệp Huyền không để ý tới Vương Thiên Nhai, chạy ra sau lưng Phong Cảnh, có chút e ngại nhìn hai người Vương Thiên Nhai, run giọng. Hai người này lừa ta tới đây, muốn giết ta đoạt bảo, ta rất sợ hãi. Vương Thiên Nhai gắt gao nhìn Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh. Ngươi có biết, vu an phó viện trưởng cùng đạo sư là tội gì không? Diệp Huyền như bị dọa, vội nép hẳn ra sau, thân thể run nhẹ trên trán còn tứa mồ hôi. Ba người phong cảnh nhìn qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hai người Vương Thiên Nhai, Vương Thiên Nhai trầm giọng. Ngươi tin hắn? Phong cảnh trầm giọng. Việc này, ta thấy nên để đại trưởng lão định đoạt. Nghe vậy, Vương Thiên Nhai híp mắt. Phong cảnh, ngươi có gì gì? Phong cảnh lãnh đạm. Không có ý gì, chẳng qua việc này can hệ trọng đại, cần đại trưởng lão tới xử lý. Nói xong, lão dẫn Diệp Huyền quay người rời đi. Mà lúc này, Vương Thiên Nhai đột nhiên cả giận, Càng dỡ ngoại viện này còn chưa tới lượt ngươi làm chủ phong cảnh dừng bước lạnh lùng vương viện phó sao muốn dùng tư hình vương thiên nhai gắt hao nhìn phong cảnh ngươi thực sự muốn vì hắn mà đối nghịch với lão phu đúng lúc này diệp huyền đột nhiên đứng dậy bi phẫn nói ngươi còn muốn thế nào đồ cũng đã giao cho ngươi ngươi không thể thả cho ta một đường sống sao ngươi thực là độc ác vương thiên nhai cầm nín nghe diệp huyền nói thân sắc vương thiên nhai liền trở nên khó coi tới cực điểm lão gắt gao nhìn diệp huyền ánh mắt như đao tựa như có thể giết người. Mà Diệp Huyền lại có chút e ngại lui sau. Lúc này, Phong Cảnh đột nhiên nói: "Báo cho đại trưởng lão." Nam tử trung niên bên cạnh lập tức bóp nát một mai truyền âm phù, không quá mấy giây, một lão giả cầm trường cầm thổ sắc xuất hiện. Nhìn thấy người này, Diệp Huyền thầm run lên. Nhìn không thấy. Lão giả trước mắt cho hắn một cảm giác như đối mặt với vũ trụ, thâm bất khả trắc. Đám người Vương Thiên Nhai thấy lão giả này, lập tức vội hành lễ. Lão giả nhìn qua đám người. Sao, muốn tranh chấp nội bộ? phong cảnh đi tới trước mặt lão giả hơi thì lễ đại trưởng lão chuyện là thế này rất nhanh phong cảnh nói rõ ngọn nguồn đại trưởng lão quay đầu nhìn vương thiên nhai người sau trầm giọng đại trưởng lão là diệp huyền này vu oan ô mệt chúng ta vu oan diệp huyền đột nhiên nói đại trưởng lão là vương viện phó lừa ta tới đây sau đó uy hiếp ta nói nếu ta không giao trí bảo hắn liền muốn giết ta mà sau khi ta giao vương viện phó liền muốn giết người diệt khẩu vương thiên nhai đột nhiên cả giận ngươi giao cho ta khi nào ta nói tới đây, lão lập tức dừng lại, sắc mặt tái nhợt. nói vậy, chẳng khác nào thừa nhận. đại trưởng lão lạnh lùng nhìn qua vương thiên nhai, mất mặt, phạt bổng lộc một năm, trở về diện bích. đúng lúc này, diệp huyền đột nhiên tiến lên, thi lễ thật sâu. đại trưởng lão, ta sai rồi. tất cả cùng ngẩn người, đưa mắt nhìn diệp huyền. đại trưởng lão cũng nhìn diệp huyền, chậm rãi chờ hắn nói. diệp huyền tự diễu một tiếng. vốn ta cảm thấy đạo nhất học viện là thần thánh không thể xâm phạm nên không ngại vượt tinh không tới cầu gia nhập thế nhưng không nghĩ tới sau khi tới học viện đầu tiên là bị mục xương đạo sư nhắm tới kém chút bỏ mình dưới đáy vực mà hiện tại lại bị phó viện trưởng ngoại viện cưỡng đoạt bảo vật còn muốn đẩy vào chỗ chết nói tới đây hắn lắc đầu cười một tiếng ta sai rồi ta vốn không nên tới đạo nhất học viện này đại trưởng lão ta cũng không cần bảo vật kia nữa chỉ cầu đại trưởng lão cho ta rời đạo nhất học viện yên tâm sau khi ta ra ngoài nhất định sẽ không nói loạn nửa câu một bên vương thiên nhai đột nhiên cả giận diệp huyền ngươi bị điên hả ngươi đem bảo vật kia cho ta khi nào ngươi im miệng đại trưởng lão lạnh lùng nhìn vương thiên nhai người sau không dám phản bác đại trưởng lão quay đầu nhìn diệp huyền ngươi uy hiếp ta diệp huyền lắc đầu không dám chẳng qua thực sự không dám ở lại học viện mong đại trưởng lão từ bi thả cho ta một con đường sống đại trưởng lão híp mắt mà đúng lúc này phong cảnh đột nhiên truyền âm đại trưởng lão người này là kiếm tiên kiếm tiên chưa tới 20 tuổi kiếm tiên đại trưởng lão hơi nhíu mày đánh giá nhìn diệp huyền ngươi là kiếm tiên địa trưởng lão gật nhẹ ba năm trước đã đạt tới kiếm tiên ba năm trước lời vừa ra đám người lập tức ngây người ba năm trước nói cách khác là 16 tuổi đạt tới kiếm tiên vương thiên nhai đột nhiên cả giận không có khả năng sao ngươi có thể 16 tuổi đã đạt tới kiếm tiên ngươi ngươi muốn lừa ai diệp huyền không để ý tới vương thiên nhai đại trưởng lão đột nhiên hỏi ngươi thực sự chứng đạo kiếm tiên năm 16 tuổi diệp huyền gật đầu nghiêm mặt nói đương nhiên nghe vậy đại trưởng lão cũng trở nên ngưng trọng. Đều là kiếm tiên, nhưng 20 cùng 16 lại khác biệt cực lớn. Một bên, Vương Thiên Nhai đột nhiên nói: "Đại trưởng lão, không cần tin người này, người này mang trọng bảo, lại là trí bảo đứng đầu tinh tế huyền thường bảo. Nếu để người này ở lại học viện, ngày sau nhất định sẽ tạo thành phiền phức lớn mong đại trưởng lão nghĩ lại." Tinh tế huyền thường bảo. Nghe vậy, đại trưởng lão liền cau mày, lại nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền có chút bi phẫn. "Vương lão cầu, vật kia đã giao cho ngươi, Ngươi còn muốn thế nào không thể cho Diệp Huyền ta một con đường sống sao? Vương Thiên Nhai giận dữ. Diệp Huyền, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Ngươi cho rằng mọi người sẽ tin ngươi sao? Ngươi đủ rồi. Đại trưởng lão đột nhiên quát. Vương Thiên Nhai ngừng lại, gắt gao nhìn Diệp Huy em Nếu không phải còn có người ở đây, lão đã sớm động thủ. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Vương Thiên Nhai. Còn không ngại đủ mất mặt là một đạo sư, lại đi ngấp nghé bảo vật của học viên. Mặt mũi của đạo nhất học viện ta bị ngươi chết bùn lên cả rồi từ giờ phút này vị trí phó viện trưởng sẽ giao cho phong cảnh tạm thời đại điện còn hai người các ngươi tạm giải vào hắc ngục chờ viện trưởng xử lý vương thiên nhai còn muốn nói thêm đại trưởng lão đã khoát tay dẫn đi rất nhanh hai tên hắc y nhân xuất hiện vương thiên nhai khẽ do dự cuối cùng vẫn không phản kháng nếu phản kháng vậy không đơn thuần là làm phản mà còn là công nhân khiêu khích đạo nhất học viện cứ như vậy hai người vương thiên nhai bị dẫn đi đại trưởng lão nhìn diệp huyền hai người bọn hắn là đạo sư của học viện nhất định phải để viện trưởng xử lý ngươi yên tâm đạo nhất học viện tuyệt không có chuyện thiên tư diệp huyền mỉm cu oi ta hiểu chẳng qua bảo vật kia đại trưởng lão nói yên tâm nếu thực ở trên người hắn giải quyết xong sẽ lập tức trả cho ngươi diệp huyền lưỡng lự một chút gật nhẹ cũng tốt đại trưởng lão gật đầu quay người rời đi sau khi đám đại trưởng lão rời đi phong cảnh nhìn qua diệp huyền trầm giọng nói việc này cần ngươi giữ bí mật nếu không hậu quả rất nghiêm trọng diệp huyền nói khẽ phó viện trưởng ta muốn tiến vào nội viện Phong Cảnh do dự một chút, nói: "Ta đi xử lý việc này, sau đó sẽ tìm ngươi giờ về nghỉ ngơi đi." Nói xong, lão cùng hai người bên cạnh quay người đi. Đám người Phong Cảnh rời đi, sắc mặt Diệp Huyền liền trầm xuống. Tinh tế huyền thưởng bảng. Trước đó, hắn còn không biết cái bảng này có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại, hắn dần đã có chút hiểu rõ. Dù là người như Vương Thiên Nhai, cũng vì đó mà động tâm, mà rất có thể, đại trưởng lão kia cũng đã động tâm. Một hồi sau, Diệp Huyền nói khẽ: "Dù là đạo nhất học viện" cũng không an toàn a. À. Tình cảnh của hắn hiện tại chẳng khác nào đứa nhỏ 3 tuổi ôm vàng chạy ra ngoài, những người chung quanh đều sẽ động tâm. Trừ đó ra, đám cường giả bên ngoài cũng đều đang tìm hắn. Trong tháp còn có một nhóm gia hỏa không an phận. Ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nằm dài trên cỏ, tay để sau đầu, có chút mờ mịt. Tương lai sẽ phải đối mặt với hơi nhiều kẻ địch a. À. Kẻ địch? Nhưng nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, có kẻ địch, vậy sẽ có bằng hữu, vì sao không kết giao thêm bằng hữu? Diệp Huyền tìm một chỗ không người, tiến vào trong giới ngục tháp. Diệp Huyền tới tầng 2, đại thần tầng 2 còn đang bế quan, bất đắc dĩ, chỉ có thể lên tầng bá, chính là là trước lối lên tầng 4. Diệp Huyền tới trước lối lên, mỉm cười. Tiền bối, có thể nói chuyện không? Không trả lời. Diệp Huyền cũng không nhụt trí lại nói. Tiền bối, ngài có muốn ra ngoài không? Vẫn không trả lời. Khó chơi ha. Diệp Huyền lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi còn chưa có tư cách thương lượng với ta, chờ ngươi tới vô thượng cảnh rồi lại tới đi diệp huyền hơi ngây người lập tức hử nhẹ bây giờ lạnh nhạt tương lai với không tới nói xong hắn quay người chạy tầng thứ nhất diệp huyền tìm tiểu linh nhi tiểu linh nhi đang trồng linh quả có hỗn độn chi khí đám linh quả này phát triển với tốc độ kinh người diệp huyền có chút lưỡng lự đến cùng có nên nói cho tiểu linh nhi biết nàng rất biết đánh nhau không tiểu linh nhi thực sự rất mạnh nhưng nếu để nàng biết nàng rất lợi hại sau này sợ là không quản được tiểu nha đầu này một hồi sau Diệp Huyền rời giới ngục tháp, về lại Bách Quả Viên, mà vừa trở lại, phong cảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Hai người vương phó viện trưởng đã chết. Nghe vậy, Diệp Huyền sừng sốt. Chết rồi. Phong cảnh trầm giọng nói. Có phải ngươi làm hay không? Diệp Huyền cười khổ. Phong đạo sư, ngươi thấy ta có năng lực kia sao? Phong cảnh trầm mặc một hồi, nói. Chuyện này rất quỷ dị, hai người vương phó viện trưởng vừa tới hắc ngục không lâu, đột nhiên bị người chém giết. Diệp Huyền trầm mặc một chút, đột nhiên kinh hãi. Còn bảo vật của ta, bảo vật phong cảnh lắc đầu nạp giới của bọn họ đã bị đoạt đi diệp huyền trầm giọng có phải người trong học viện làm phong cảnh trầm mặc thấy thế thân sắc diệp huyền liền trầm xuống xem ra rất có thể là người trong học viện làm hắn có thể kết luận rất nhiều người không biết tình huống chân thực của giới ngục tháp nhưng vì sao những người này lại điên cuồng muốn đoạt được nó bởi vì nó đứng đầu cái gọi là tinh tế huyền thưởng bảng sao nghĩ tới đây diệp huyền trầm giọng phong tiền bối tinh tế huyền thưởng bảng này là cái gì Phong cảnh nhìn qua Diệp Huyền. Đứng thứ 10 trên bảng là một kiện trí bảo tên Tinh Hà Đỉnh, trong đỉnh này có ẩn chứa một mảnh tinh không chi lực, nếu tế ra, dù là cường giả vô thượng cảnh cũng có thể miểu sát nếu rơi vào tay đỉnh cấp cường giả, muốn hủy một chòm sao cũng không phải việc khó. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hóa đá. Hiện tại hắn đã biết vì sao những người này lại điên cuồng tới thế. Xếp thứ 10 còn khủng bố như thế, vậy xếp thứ nhất còn khủng bố tới mức nào? Khó trách ai nấy đều đỏ mắt, điên cuồng tới tìm hắn. Nhưng nghĩ tới điều gì Diệp Huyền đột nhiên khẽ biến sắc, tư trí bảo này, đừng nói là đám người Vương Thiên Nhai sẽ động tâm, mà dù cả đạo nhất học viện cũng sẽ động tâm. Chạy, tranh thủ chạy. Diệp Huyền đang muốn chuồn đi, đúng lúc này, một lão giả mặc hắc y đột nhiên xuất hiện, lão giả nhìn qua Diệp Huyền. Đại trưởng lão lệnh ngươi đi một chuyến. Diệp Huyền ngây người, lập tức mừng như điên. Tìm được bảo vật của ta sao, tìm được rồi phải không đi, mau mang ta đi. Lão giả mặc hắc y câm nín. Diệp Huyền cùng lão giả, còn có phong cảnh tới đỉnh một ngọn núi, trên đỉnh núi có một tòa cung điện đại môn có một pho tượng cao chừng 10 trượng. Hình dáng bức tượng này chính là mục đạo nhất, nhân vật truyền kỳ của cả vị ương tinh vực. Mà tòa đại điện này chính là đạo nhất điện. Diệp Huyền bị dẫn vào trong điện, giờ phút này, trong điện có 6 người, ba lão giả, một nam tử trung niên, còn có một mỹ phụ. Đại trưởng lão kia cũng có mặt. Thấy Diệp Huyền tới, ánh mắt đám người cùng nhìn lại. Đại trưởng lão nhìn qua Diệp Huyền. Ngươi có biết, hai người vương viện phó đã chết. Diệp Huyền gật nhẹ. Phong tiền bối đã nói với ta, Nói tới đây, hắn cười khổ. Đại trưởng lão, ngài sẽ không nghĩ là ta làm chứ. Đại trưởng lão nhìn hắn, không nói. Diệp Huyền nở nụ cười đáng chát, đang muốn nói, đại trưởng lão đột nhiên nói. Hai người họ chết trong hắc ngục, mà ngươi thì rõ ràng không có năng lực tiến vào đó chúng ta tìm ngươi, là muốn hỏi món trí bảo kia. Nghe vậy, Diệp Huyền thầm run lên, âm thầm đề phòng. Đại trưởng lão lại nói. Người kia giết hai người họ, hẳn là vì trí bảo kia, chúng ta muốn hỏi ngươi, món trí bảo kia thực sự bị Vương Thiên Nhai đoạt đi rồi. Diệp Huyền vội nói. Đúng vậy, ngày đó vương viện phó dẫn ta vào rừng, hai người bọn họ uy hiếp ta, nói nếu không giao bảo vật. Sẽ lập tức giết ta ta tự hiểu không thể địch lại, bất đắc dĩ chỉ đành giao đồ, không nghĩ tới, bọn họ lại muốn giết ta diệt khẩu. Đại trưởng lão gắt gao nhìn Diệp Huyền. Ngươi dễ dàng giao đồ như thế. Diệp Huyền cười đắng. Bảo vật tuy tốt, nhưng mệnh càng quan trọng hơn. Đại trưởng lão cứ thế nhìn Diệp Huyền, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu thở dài vốn muốn tới đạo nhất học viện cầu tự vệ, không nghĩ tới, ở đây cũng không an toàn. Lúc này, một lão giả mặc hôi bảo đột nhiên hỏi. Vì sao ngươi có trí bảo như thế? Diệp Huyền nhìn lại. Ngẫu nhiên đoạt được, chỉ là ta cũng không biết, nó lại là bảo vật trên tinh tế huyền thường bảo. Lão giả mặc hôi bảo lại nói. Thứ kia đến cùng là gì? Diệp Huyền do dự một chút ti em nói. Một thứ màu đen, trong đó có gì, ta cũng không biết. Lão giả mặc hôi bảo nhìn qua Diệp Huyền. Ngươi tới từ thanh thương giới, theo ta được biết, người của hộ giới minh đã bị diệt sạch mà người xuất thủ là một nữ từ thần bí người này tới thanh thương giới hẳn cũng vì bảo vật này vì sao nàng không cướp đoạt nó từ trong tay người diệp huyền cười khổ nàng chỉ là một đạo phân thân hơn nữa lúc đó nàng lưỡng bại câu thương với chủ thượng kia của hộ giới minh có điều nàng đã nói bản thể của nàng sẽ tới tìm ta lúc đó sẽ mang vật kia đi sau lão giả mặc hôi bào nhìn chằm chằm diệp huyền lại hỏi ngươi tới đạo nhất học viện ta là để tị nạn diệp huyền gật đầu ở ngoài có rất nhiều người truy sát ta ta không dám chạy lung tung muốn cầu một chỗ an toàn chẳng qua không ngờ tới ở đây nói tới đây hắn không nói tiếp đám người trong điện đưa mắt nhìn nhau lúc này đại trưởng lão đột nhiên nói để đảm bảo món trí bảo kia không ở trên người ngươi chúng ta muốn kiểm tra nạp giới của ngươi ngươi có ý kiến gì không đám người nhìn diệp huyền diệp huyền hơi do dự ta ta có một ít bảo vật đại trưởng lão lãnh đạm nói yên tâm chúng ta tuyệt không lấy đồ của ngươi diệp huyền nghĩ một chút sau đó gỡ nạp giới trên tay xuống, nhẹ nhàng đẩy ra, nạp giới liền bay tới trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn qua nạp giới, trong nạp giới có khá nhiều đồ, có tới gần chục món thiên giai bảo vật, còn có tử nguyên tinh, số lượng hơn chục vạn có điều. Với bọn hắn mà nói, cũng chỉ đáng để ngạc nhiên một chút, ngự pháp cảnh lại có số tài phú không nhỏ như vậy, thực sự không tầm thường. Đám người cũng đưa thần thức nhìn qua nạp giới. Một hồi sau, đại trưởng lão đem nạp giới trả cho Diệp Huyền, nhìn qua một chút. Ngươi lui đi. Diệp Huyền hơi thi lễ, quay người rời đi trong điện đại trưởng lão trầm giọng các ngươi thấy thế nào lão giả mặc hôi bài nói lời người này nửa thật nửa giả không thể hoàn toàn tin tưởng đại trưởng lão khẽ gật đầu hắn nói đã đem bảo vật cho vương thiên nhai các ngươi thấy là thật hay giả lão giả mặc hôi bảo hơi do dự lắc đầu trọng bảo như thế quyết không thể dễ dàng giao ra bởi vậy ta thấy món trí bảo kia còn trên người hắn nói tới đây lão nhìn đại trưởng lão bất kể có trên người hắn hay không giờ việc này đã truyền ra nếu hắn xảy ra chuyện thế nhân nhất định cho là đạo nhất học viện ta giết người đoạt bảo khi đó thanh thanh đạo nhất học viện sẽ hủy hoại trong chốc lát cách không xa mỹ phụ kia cũng khẽ gật đầu liều hoa huynh nói phải hiện hắn đã là học viên đạo nhất học viện ta nếu xảy ra chuyện trong học viện thanh danh đạo nhất học viện ta nhất định chịu ảnh hưởng không nhỏ lão giả mặc hôi bảo tên liễn hoa gật nhẹ không chỉ không để hắn xảy ra chuyện chúng ta còn càng cần bảo hộ hắn bởi người muốn món trí bảo kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ trừ đó ra chuyện hai người vương thiên nhai chết cũng cần phải nghiêm tra đại trưởng lão hơi trầm mặc nói bất kể có trên người hắn hay không người này cũng đều là phiền toái cực lớn người muốn trí bảo sẽ chen chúc mà tới đạo nhất học viện ta khi đó trục xuất hắn một nam tử trung niên đột nhiên nói đám người cùng trầm mặc phong cảnh đột nhiên nói người này có thiên phú rất tốt nếu đạo nhất học viện tỉ mỉ bồi dưỡng sau này nhất định trở thành cường giả mà nếu trục xuất hắn hắn nhất định sẽ sinh khúc mắc với đạo nhất học viện hơn nữa thế nhưng cũng xem thường đạo nhất học viện đại trưởng lão trầm giọng nói nói như vậy hiện không thể để người này đi càng không thể giết hắn phong cảnh nói chư vị có thể nghĩ một chút người này thu được trí bảo nhất định là người có đại phúc duyên hơn nữa bản thân hắn có thiên phú cực giai chiến lược cường đại đạo nhất học viện ta có được người này cũng không phải chuyện xấu mà nếu món trí bảo kia ở trên người hắn hắn lại ở đạo nhất học viện ta theo góc độ nào đó mà nói cũng coi như là của đạo nhất học viện ta không phải sao nghe vậy đám người đưa mắt nhìn nhau nói như vậy cũng hợp lý phong cảnh lại nói ta cảm thấy việc cấp bách hiện tại là tìm được hung thủ sát hại hai người vương thiên nhai đối phương dám xuất thủ trong học viện hơn nữa còn làm trong vô thanh vô tức ta cảm thấy rõ ràng là đang khiêu khích học viện liễu hoa gật nhẹ việc này cần nghiêm tra có người dám giết đạo sư ngay trong học viện ta lại còn là trong hắc ngục nếu không tra rõ ràng học viện ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ đại trưởng lão đột nhiên nói việc này ta sẽ để người đi điều tra còn diệp huyền thiên phú người này rất tốt để hắn vào nội viện đi trực tiếp vào mỹ phụ ở bên hỏi đại trưởng lão lãnh đạm đương nhiên mỹ phụ kia nghĩ một chút gật đầu cũng đúng với thiên phú của hắn đúng có thể trực tiếp vào nội viện nói tới đây nàng nhìn phong cảnh việc này giao cho ngươi xử lý phong cảnh gật đầu tốt nói xong lão quay người rời đi trong điện chỉ còn lại một mình đại trưởng lão đại trưởng lão nhìn ra ngoài điện thân sắc lạnh xuống không biết đang nghĩ gì bách quả viên phong cảnh tìm tới chỗ diệp huyền nhìn qua diệp huyền cười nói chuẩn bị một chút theo ta tới nội viện Diệp Huyền ngây người, nói: "Ta có thể tới nội viện rồi sao?" Phong Cảnh gật nhẹ. Đại trưởng lão nói: "Không thể là giả." "Đại trưởng lão?" Diệp Huyền a à một tiếng, không biết đang nghĩ gì. Phong Cảnh cười nói: "Một khi gia nhập nội viện, ngươi có thể tới Tử Hỏa Tháp tu luyện, tu luyện ở đó, tốc độ tăng lên không chỉ một lần, hơn nữa còn có cơ hội thu được Tử Hỏa tinh, đây là đồ tốt, ngày sau ngươi sẽ hiểu mau chuẩn bị đi." Diệp Huyền gật nhẹ, quay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền có chút âm trầm, trực giác nói cho hắn biết đại trưởng lão này không phải chỉ muốn hắn vào nội viện mà là muốn hắn ở lại đạo nhất học viện hiện tại hắn có thể khẳng định hai người vương thiên nhai nhất định là chết trong tay người đạo nhất học viện tới nội viện sợ là càng có nhiều chuyện phiền toái nhưng nếu giờ chạy sợ là phiền toái sẽ càng lớn hơn bởi một khi chạy đạo nhất học viện sẽ nhận định là bảo vật còn trên người hắn số địch nhân của hắn sẽ có thêm một cái đạo nhất học viện mà ở lại đạo nhất học viện đạo nhất học viện sẽ còn cố kỵ không dám quang minh chính đại làm gì hắn không chỉ như thế ở lại đạo nhất học viện đám cường giả ở ngoài cũng sẽ cố kỵ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền quyết định ở lại. Đi một bước, lại xem một bước. Nửa canh giờ sau, hai người rời Bách Quả Viên. Dưới sự dẫn dắt của Phong Cảnh, hai người tới truyền tống trận, rất nhanh, truyền tống trận rung lên, hai người biến mất. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Phong Cảnh tới trước một khu rừng, mờ Phong Cảnh cười nói: "Đây là nội viện, học viên trong nội viện cũng không nhiều, chỉ có 32 người có điều, 32 người này đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt." Nói xong, hai người xuyên qua mảnh rừng rậm vừa ra khỏi rừng rậm một cỗ sóng nhiệt đập thẳng vào mặt diệp huyền ngẩng đầu nhìn lên trước mặt là một hạp cốc chính giữa hạp cốc có một tòa hỏa tháp tháp cao mấy chục trượng toàn thân bốc hỏa diễm vô cùng hùng vĩ bên cạnh phong cảnh cười nói tử hỏa tháp rất nhiều thiên tài yêu nghiệt muốn gia nhập đạo nhất học viện đều là vì tử hỏa tháp này bởi tu luyện trong tháp tốc độ nhanh hơn ngoài mấy lần hơn nữa tử hỏa tinh trong tháp còn có thể gia tăng thân thể tăng cường kinh mạch xương cốt nói xong lão nhìn diệp huyền có điều muốn tìm được chỗ tu luyện trong tử hỏa tháp cũng không phải chuyện đơn giản tất cả phải xem bản lãnh của ngươi diệp huyền khẽ gật đang muốn nói một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu có đạo tắc diệp huyền ngây người không phải thanh âm của đại thần tầng 2, mà là thanh âm của người thần bí trên tầng 4. lúc này diệp huyền thầm lãnh đạm đạo tắc không đạo tắc ta không muốn không muốn là không muốn nữ tử trên tầng 4 không nói thêm diệp huyền cũng không nói dù sao chỉ cần hắn không thôi động giới ngục tháp giới ngục tháp sẽ cực ổn định xem ai phải cuống trước. Lúc này, Phong Cảnh đột nhiên nói: "Tới tiếp dẫn điện đưa tin đi." Diệp Huyền gật nhẹ, như nghĩ tới điều gì, nhìn Phong Cảnh. "Phong tiền bối không cùng ta qua." Phong Cảnh cười nói: "Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây." Diệp Huyền khẽ gật. "Phong tiền bối, hẹn gặp lại." Nói xong, hắn bước nhanh biến mất. Sau lưng, Phong Cảnh mỉm cười kỳ thực đám trưởng lão ngoại viện bọn hắn cũng muốn tạo quan hệ với thiên tài như vậy, bởi thiên tài như vậy, tiền đồ vô lượng, nếu tạo được mối quan hệ, sau này sẽ thu được chỗ tốt cực lớn đương nhiên người bình thường thì bọn hắn cũng chướng mắt một hồi sau phong cảnh quay người rời đi hiện tại lão đã thành công gieo một hạt sóng ngày sau diệp huyền này có thể trưởng thành tới mức độ nào còn nhớ tới ân huệ hôm nay không vậy là chuyện của sau này chỉ một chốc diệp huyền đã tới tiếp dẫn điện trong điện có một nam tử thanh niên nam tử này gác chân lên bàn miệng ngậm bút dài hừ hừ một tiểu khúc không biết tên diệp huyền đi tới trước mặt nam tử nam tử thanh niên ngẩng đầu nhìn lên mới tới diệp huyền gật đầu nam tử thanh niên lãnh đạm nói biết quy củ chưa diệp huyền lắc đầu nam tử thanh niên đưa tay ra ba ngàn mai tử nguyên tinh diệp huyền lắc đầu không có nam tử thanh niên híp mắt lại tới hai chiêu diệp huyền gật đầu được nam tử thanh niên liền đặt tay lên bàn cùng lúc đó chân phải đá qua một cước một cước này đá ra không gian rung động kịch liệt vô cùng dọa người diệp huyền bản năng đưa tay đỡ bành một tiếng bạo tạc vang lên diệp huyền lui lại trục trượng rất mạnh diệp huyền lập tức cảm nhận được giờ phút này hắn đã tin lời phong cảnh trong này thực sự không có người yếu cách không xa nam tử thanh niên phủi tay nhìn qua diệp huyền yếu như vậy không phải là mượn quan hệ để tới chứ diệp huyền đưa tay ra một thanh kiếm xuất hiện trong tay nhìn thấy cảnh này nam tử thanh niên lập tức hứng thú hóa ra là kiếm tu tới mua hai kiếm cho ta xem diệp huyền đột nhiên rút kiếm chém tới diệp huyền vừa xuất kiếm nam tử thanh niên kia liền khẽ híp mắt ánh mắt hiện vẻ ngương trọng lập tức tung quyền đánh tới quyền xuất một đạo thú ảnh đột nhiên ngưng hiện oanh một tiếng bạo tạc vang rền hai người liên tục lui ali rất nhanh hai người ngừng lại nam tử thanh niên nhìn qua nắm đấm trên tay hiện một vết kiếm rất sâu kém chút cắt đứt tay nam tử thanh niên ngẩng đầu nhìn diệp huyền kiếm tiên diệp huyền gật đầu nam tử thanh niên nhìn qua diệp huyền đưa tay bấm một cái một mai lệnh bài xuất hiện trước mặt diệp huyền trên lệnh bài có một chữ nội tín vật của học viên nội viện nam tử thanh niên lắc đầu suối quẩy một chút chất béo cũng không có. Nói xong, hắn ngồi lại chỗ ngồi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói: "Muốn Tử Nguyên tinh." Nam tử thanh niên nhìn qua Diệp Huyền: "Thế nào, ngươi muốn cho ta?" Diệp Huyền cười nói: "Ngươi yêu cầu quá ít, không đủ nhét kẽ răng." Nam tử thanh niên nói: "Vậy ngươi cảm thấy nên thế nào?" Diệp Huyền mỉm cười: "Đoạt." Nam tử thanh niên hơi ngẩn người. "Đoạt đoạt ai?" Diệp Huyền nhún vai: "Phải xem ngươi có dám hay không." Nam tử thanh niên nhìn Diệp Huyền đoạt người trong nội viện diệp huyền gật đầu nam tử thanh niên lắc đầu ngươi nằm mơ sao trong này không có kẻ nào đơn giản cả diệp huyền nghĩ một chút nói nếu muốn mời ngươi đánh nhau mỗi lần cần bao nhiêu tử nguyên tinh nam tử thanh niên nhìn diệp huyền với cấp độ của ta một lần chỉ ít cần một vạn tử nguyên tinh rẻ thật con mẹ nó quá rẻ hiện hắn còn hơn 80 vạn tử nguyên tinh có thể mời rất nhiều cường giả diệp huyền nghĩ một chút sau đó bấm tay điểm một mai nạp giới bay tới trước mặt nam tử thanh niên nam tử thanh niên nhìn qua nạp giới trong nạp giới vừa vặn có một vạn tử nguyên tinh nam tử thanh niên nhìn diệp huyền có ý gì diệp huyền cười nói mời ngươi đánh người sao dám không nam tử thanh niên trầm mặc trong chớp mắt sau đó nói có gì không dám nói xong hắn thu nạp giới tiếp đó nhìn diệp huyền tiêu qua diệp huyền cười nói diệp huyền nói xong lại như nghĩ tới điều gì ngươi có quen với những người khác không tiêu qua nhíu mày ngươi còn muốn mời thêm người Diệp Huyền gật đầu. Nếu bọn hắn nguyện ý, vậy đều gọi tới. Tiêu Qua nhìn Diệp Huyền. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nói. Đánh nhau, còn chuyện khác thì chớ hỏi nhiều đánh một lần, một vạn tử nguyên tinh, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiêu Qua nhìn qua Diệp Huyền. Chờ chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngay khi Tiêu Qua rời đi không lâu, một nam một nữ tới tiếp dẫn điện. Hai người này, Diệp Huyền đều biết, chính là hai người từng tới ngoại viện tìm hắn Bách Linh, Tiêu Tiềm. Bách Linh nhìn Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, đang muốn nói đúng lúc này Diệp Huyền đã rút kiếm chém thẳng, một đạo kiếm quang như tuyết chém tới. Hai người Bách Linh biến sắc, không nghĩ tới Diệp Huyền lại trực tiếp xuất thủ, mặc dù vội không kịp chuẩn bị, nhưng Bách Linh phản ứng cực nhanh, cũng không biết nàng xuất thủ thế nào, chỉ thấy một cây hắc tiên trực tiếp đánh lên thân kiếm của Diệp Huyền. ầm, một tiếng bạo tạc trầm vang Bách Linh liên tục lùi lại, trực tiếp lui thẳng ra ngoài điện, mà nàng vừa dừng lại, một thanh phi kiếm đã bay tới trước mặt. đúng lúc này, một thanh trường đao cũng bổ lên thân phi kiếm. ầm, phi kiếm trực tiếp bị chém bay. Tư Tiềm xuất hiện trước mặt Bách Linh, lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Ngươi thấy ngươi rất mạnh sao ngươi? Nói tới đây, hắn lập tức biến sắc, bởi Diệp Huyền đã đột nhiên vọt tới. Ngay sau đó một đạo kiếm quang chém tới. Tư Tiềm thầm kinh hãi. Diệp Huyền xuất thủ không chút dấu hiệu hắn cũng không dám nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể đưa đao theo bản năng. Bành. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, Tư Tiềm lập tức bị chém bay. Trên không, hai thanh phi kiếm lóe lên. Ánh mắt Tư Tiềm co lại, đột nhiên nghiến răng, hai tay cầm trường đao quét qua, một đao quét ra, không gian chấn động vô cùng bá đạo. Oanh. Hai thanh phi kiếm trực tiếp bị chém bay, nhưng Tư Tiềm cũng lập tức lui vài chục trượng, hắn vừa dừng lại, khóe miệng lập tức trào máu tươi. Giờ khắc này, bất kể là Tư Tiềm hay Bách Linh, đều vô cùng ngương trọng. Thực lực Diệp Huyền hoàn toàn khác tưởng tượng của bọn hắn. Mà lúc này, đã có 7, 8 người tụ lại, ai nấy đều rất trẻ, rõ ràng đều là học viên nội viện. Đám người tò mò nhìn Diệp Huyền, bởi Diệp Huyền rất lạ mắt. Diệp Huyền đi tới trước mặt hai người Bách Linh, nở nụ cười. Hai người các ngươi, không phải là muốn liên thủ đánh một mình ta chứ nghe vậy đám người đều dồn dập nhìn hai người bách linh hai người lập tức trở nên khó coi diệp huyền có chút kinh ngạc hai người các ngươi thực sự muốn liên thủ tư tiềm gắt gao nhìn diệp huyền cười lạnh đánh ngươi cần hai đánh một diệp huyền cười nói có cốt khí ta thích thanh âm vừa dứt hắn đột nhiên biến mất tại chỗ lúc xuất hiện đã đứng trước mặt tư tiềm tư tiềm lập tức nhìn thấy một mảnh kiếm quang một kiếm này rất đơn giản cũng hết sức trực tiếp tư tiềm không tránh chân phải dẫm xuống, mặt đất ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, hai tay cầm đao đột nhiên chém nghiêng. Oanh! Một tiếng bạo tạc đinh tai nhức óc ầm vang, ngay sau đó, trong ánh mắt đám người, tiêu tiềm kia liên tục lui lại, cùng lúc đó, máu tươi cũng trào ra. Nhìn thấy cảnh này, đám học viên cùng đưa mắt nhìn Diệp Huyền, trong mắt đều hiện vẻ kinh ngạc. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!